thưa các ông, các bà, các cụ, các mẹ, cô dì, chú bác đôi bên. Như thế là cũng theo cái dẫn chương trình của ban tổ chức thì cũng căn cứ vào cái nội dung mà hai bên gia đình nội ngoại chúng ta đã thống nhất. Và chốt đến cái thời điểm này với các cái phần nghi lễ và thủ tục thì phần cơ bản là ta đã đôi bên gia đình nội ngoại giữa ông bà, ông Dân và ông bà, ông Độ. Như thế là đã nhất trí quan điểm và đã chốt như thế các nghi lễ thủ tục là đã thành công. Vậy với tinh thần của gia đình họ Nhật trai, chúng tôi cũng xin phép đại gia đình họ gái, các ông các bà, đặc biệt là đại gia đình bên gái là ông bà ông Độ cũng như là các cụ, là tạo điều kiện làm sao cho phép gia đình nhà trai chúng tôi như thế là được phép là khoảng 12 giờ hơn là chúng tôi bắt đầu xuất phát để đến tại gia đình nhà gái để chúng tôi xin được đón cháu về làm dâu tại gia đình chúng tôi. Một lần nữa tôi xin mong gia đình nhà gái tạo điều kiện. Tôi xin cảm ơn.
Kính thưa ban tổ chức, kính thưa các cụ, các mẹ, cô dì, chú bác, bạn bè thanh niên nam nữ xa gần của hai họ, thì qua các cái chương trình nghi lễ và thủ tục thì đến thời điểm này thì phần cơ bản còn lại một cái giây phút cuối cùng, nghĩa là gia đình nhà nội chúng tôi có nghi lễ là chụp trầu chai rượu để giờ xin đón dâu để cho cháu Nguyễn Thị Nhị và về cùng chung sống tại gia đình cùng với cháu Nguyễn Đức Dương. Đến mà giờ tốt thì cũng đã điểm. Cho phép những người làm chương trình xin được trịnh trọng giới thiệu
Kính mời sự hiện diện của cặp trai tài gái sắc Đức Dương và Nguyễn Nhị. Quý vị ơi, chúng ta sẽ cùng nổi lên những tràng pháo tay thật to, thật lớn, thật dài đi ạ. Để chúng ta được đón chào cặp trai tài gái sắc ngày hôm nay. Xin mời. Và kính thưa quý vị, nếu thế giới này không có tình yêu thì mặt trời sẽ tắt. Vì tình yêu đó là chân lý, là những gì tuyệt vời nhất họ sẽ được dành tặng cho nhau. Và tạo hóa này để cho chúng ta có được thứ gọi là tình yêu hạnh phúc gia đình. Và đỉnh cao của tình yêu hạnh phúc là đây thưa quý vị, ngày dấu ấn chung đôi của cô dâu và chú rể. Lúc này xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng mắt trở về tại trung tâm nhịp cầu sân khấu, cùng được ngắm nhìn hai gương mặt rạng ngời nhất, hạnh phúc nhất của hai bên gia đình chúng ta. Nào xin mời hai em Đức Dương, Nguyễn Nhị sẽ nở những nụ cười thật tươi hướng trở về cùng toàn thể quý vị. Cùng với đó là một cái cúi đầu thật sâu xin phép ra mắt đến toàn thể quý vị. Một tràng pháo tay thật to lớn để chúc mừng. Kính thưa quý vị, để cho cô dâu và chú rể chính thức nên duyên chồng vợ, trước tiên là bạn trẻ sẽ phải dựa trên tình yêu tự nguyện của hai em. Sau đó phải hội tụ đầy đủ ba yếu tố cơ bản thưa quý vị. Đó là về mặt pháp lý, về gia đình và xã hội. Về mặt pháp lý thì cô dâu và chú rể đã hoàn thiện xong cách đây ít hôm. Và ngày hôm nay về cương vị là hai bên gia đình, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của hai bác trưởng đoàn hai bên gia đình, có sự hiện diện của các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh em, bạn bè, bà con lối xóm trở về rất đông đủ ngày hôm nay để chúng ta được tạo dựng một nhịp cầu sân khấu đủ đầy sắc màu yêu thương, mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Một lần nữa xin được gửi gắm những dòng tình cảm, những lời cảm ơn đến toàn thể quý vị rất nhiều. Liên tục kính mời quý vị, chúng ta sẽ thoải mái tiếp tục cùng nâng lên với những chén trà, chén nước, mời bánh kẹo ngọt để cùng chung chia niềm vui, chúc mừng hạnh phúc, để cùng tác hợp cho mối duyên lành của đôi con trẻ. Và kính thưa quý vị, ngay giây phút này đây, giờ lành đã đến, mà giờ tốt thì cũng đã điểm. Cho phép những người làm chương trình chúng tôi xin được trình trọng tuyên bố chương trình đại lễ thành hôn long trọng dành cho đôi con trẻ chú rể Đức Dương sánh dâu sắm xây duyên cùng cô dâu Nguyễn Nhị xin phép được bắt đầu. Những tràng pháo vỗ tay thật to thật lớn của quý vị để chúng ta được mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Và lúc này đây, xin mời em sẽ tạm an tọa xuống bàn hoa long trọng, bàn trà hạnh phúc trang trọng. Và kính thưa quý vị ơi, một câu chuyện tình yêu rất đẹp và chúng ta sẽ cùng được ngắm nhìn hai gương mặt rạng ngời hạnh phúc nhất của đôi con trẻ hai bên gia đình chúng ta ngày hôm nay. Và chúng ta nhận được những ánh mắt, cử chỉ, những hành động trìu mến, những lời cảm ơn chân thành, những nụ cười thật tươi của cô dâu và chú rể. Đó là một tình yêu thiết thực, một tình yêu mà hai em đã ấp ủ bấy lâu nay. Để ngày hôm nay, hai bên gia đình của chúng ta lựa chọn rằng ngày lành tháng tốt để tổ chức chương trình đại lễ thành hôn long trọng dành cho đôi con trẻ. Và kính thưa với toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, cũng như toàn thể quý vị thân mến, và đặc biệt anh em bạn bè thân thiết gần xa của cô dâu và chú rể ngày hôm nay. Lúc này đây chúng ta đang có mặt tại tư gia tòa nhà lớn của gia đình họ nhà trai chúng tôi, tại Điền Thái, Điền Trung, Bá Thước, Thanh Hóa thưa quý vị. Và khi nói về và trở về với quê hương Điền Thái, Điền Trung, Bá Thước thưa quý vị, chúng ta đã được trở về với một xã của huyện miền Tây của xứ Thanh, trở về với quê hương của cây chu đá, lá chu đồng, quê hương của dòng sông Mã hiền hòa chảy qua. Và trở về với đại gia đình bên phía gia đình họ nhà trai chúng tôi thưa quý vị, là một gia đình rất là hiếu khách và mến khách. Với những lời cảm ơn chân thành, sự ra mắt sâu sắc với toàn thể quý vị ngày hôm nay, thì những người làm chương trình chúng tôi không thể nói hết bằng lời đâu thưa quý vị. Xin phép với quý vị, cho phép những người làm chương trình sẽ được truyền tải những thông điệp yêu thương, những lời cảm ơn chân thành qua những lời ca, tiếng hát. Và lúc này xin mời quý vị, chúng ta sẽ thoải mái nâng lên với những chén trà, chén nước, mời bánh kẹo ngọt chung trên để vui, để chúng ta cùng đến với tổ khúc Mời Nước Mời Chầu dân ca quan họ Bắc Ninh, với sự thể hiện của nữ ca sĩ khách mời xinh đẹp Thu Uyên trở về với chúng ta từ quê hương Cẩm Giang, Cẩm Thủy. Một tràng pháo tay thật to thật lớn để chúng ta được chúc mừng, chào đón và cùng cảm nhận. Xin mời. Chàng này quý vị người ơi, mỗi người mỗi chén cho em vui lòng. Hãy subscribe.
trầu xanh thắm nồng, trầu xanh thâu trắng chỉ hồng, phải duyên phải phần duyên hồng trời xe. Anh mời em chờ năm mây, anh một miếng trời, chưa anh cầm lấy, chưa anh cầm lấy, cho nhau vừa lòng. Xin được kính thưa với các cụ, công, các bà, cô dì, chú bác cũng như toàn thể quý vị thân mến. Ngày hôm nay nhằm ngày 13 tháng 11 năm 2022, xin phép với hai bên gia đình cho phép cô dâu và chú rể họ sẽ được trao chọn cho nhau kỷ vật thiêng liêng nhất trong cuộc đời này, đó chính là đôi vòng nhẫn cưới. Nào xin mời em sẽ cùng khởi thân đứng lên, được chuẩn bị với nghi thức tuyệt vời và trang trọng đẹp mắt ngày hôm nay. Xin mời. Một tình yêu rất đẹp thưa quý vị, vượt không gian, vượt thời gian, đã được minh chứng đủ đầy theo nhịp cầu sân khấu chính. Câu chuyện tình yêu đẹp này ngày hôm nay sẽ được gắn kết bằng cặp nhẫn cưới yêu thương, một vòng tròn tình yêu, một vòng tròn khép kín thưa quý vị. Và với vòng tròn này nó sẽ có một điểm bắt đầu nhưng không bao giờ có điểm kết thúc đâu thưa quý vị. Nó minh chứng rằng câu chuyện tình yêu này nó sẽ được vững bền mãi cùng với thời gian và trường tồn mãi mãi thưa quý vị. Và kính thưa với toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cũng như toàn thể quý vị thân mến. Và lúc này chúng ta sẽ cho phép cô dâu và chú rể xin phép khoe với toàn thể quý vị cặp nhẫn cưới yêu thương. Nào xin mời em sẽ cùng giơ bàn tay của em vừa mới trao nhẫn xong cùng với toàn thể quý vị. Và lúc này xin mời em sẽ tiến bước trở về bên phía chiếc xe đạp tình yêu của hai em. Xin mời. Một hình ảnh rất là quen thuộc phải không thưa quý vị? Trước mắt quý vị đây, đó là hình ảnh của chiếc xe đạp đơn sơ thôi, nhưng trong đó nó chứa chan, nó gửi gắm vào đó rất nhiều những kỷ niệm, hình ảnh đẹp của câu chuyện tình yêu đẹp của hai em. Và lúc này xin mời em sẽ nhẹ nhàng lát cắt tầng bánh dưới cùng trước nào. Đây chính là nền móng cho tình yêu vững chắc của đôi vợ chồng trẻ kể từ giây phút này đây. Xin mời. Và kính chúc quý vị thân mến, với tầng bánh yêu thương này, đồng thời cũng sẽ được thay lời cho đứa con trẻ gửi gắm những dòng tình cảm, những lời cảm ơn chân thành đến từ thân phụ mẫu, bố mẹ hai bên gia đình đã cho hai con có được ngày vui trọn vẹn như ngày hôm nay. Tầng bánh thứ hai xin mời cô dâu và chú rể cùng nhẹ nhàng lắc cắt. Xin mời. Và tầng bánh này xin được thay lời cô dâu và chú rể gửi gắm những dòng tình cảm, những lời cảm ơn đến các bác, các cô, các chú, các anh, các chị, anh em, bạn bè, bà con đối xóm của thôn Điền Thái ngày hôm nay đã được trở về tham dự đủ đầy từ nhịp cầu sân khấu, tạo dựng một chương trình đại lễ thành hôn long trọng diễn ra thành công và trọn vẹn. Và đỉnh cao của tình yêu, của hạnh phúc gia đình là đây, tầng bánh trên cùng. Xin mời cô dâu và chú rể cùng nhẹ nhàng lắt cắt. Xin mời. Và kính thưa quý vị, tất cả quý vị trở về đây, chúng ta đều biết rằng một điều rằng là những người làm chương trình, cô dâu và chú rể cũng như toàn thể quý vị, chúng ta có thể có hàng trăm, hàng nghìn con đường để đi, nhưng chúng ta chỉ có một nơi để về thôi ạ. Đó chính là
hạnh phúc gia đình. Và kính chúc quý vị thân mến, và ngày hôm nay là ngày dấu ấn chung đôi đẹp nhất của cô dâu và chú rể. Ngay sau khi cô dâu và chú rể hoàn thiện xong với ba tầng bánh yêu thương này, đồng thời đã được khẳng định với toàn thể quý vị, ngày hôm nay ngày 13 tháng 11 năm 2022 nhằm ngày 20 tháng 10 năm Nhâm Dần là ngày lành tháng tốt, đôi con trẻ Đức Dương và Nguyễn Nhị chính thức nên duyên chồng vợ, hạnh phúc bên nhau đến trọn đời. Một tràng pháo tay thật to thật lớn của quý vị ạ, để chúng ta được chúc mừng hạnh phúc. Và lúc này xin mời em sẽ được tiến bước trở về với tháp rượu lung linh đã được ở ban tổ chức chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, đẹp mắt, trang trọng dành cho hai em. Và lúc này với đôi bàn tay khéo léo của chú rể, em sẽ làm sao đó để tiếng nổ vang giòn của chai rượu đầu tiên được nổi vang lên tại nhịp cầu sân khấu ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới Quang Trung tại địa chỉ Điền Trung Bá Thước chúng tôi đã được chuẩn bị rất là kỹ lưỡng với những nét đẹp, với những sự chuẩn bị kỹ lưỡng trang trọng dành cô dâu và chú rể. Trước mắt quý vị, trước mắt chúng ta đây thưa quý vị là một tháp rượu lung linh tuyệt vời, và chúng ta chỉ còn chờ đợi tiếng nổ vang giòn đầu tiên của chai rượu đầu tiên được nổi lên vang lên thôi thưa quý vị. Xin mời chú rể nào. Vâng, rất nhẹ nhàng thôi phải không ạ? Và chúng ta sẽ chờ đợi với chai rượu thứ hai. Lúc này đây xin mời em sẽ cùng nâng cao lên nào để chúng ta cùng rót tràn tháp ly này. Xin mời. Và xin được kính thưa quý vị thân mến, những dòng rượu đang chảy tạo thành một con suối của tình yêu, con suối của hạnh phúc, con suối của sự thủy chung đang được chảy tràn trề tại nhịp cầu sân khấu, hòa quyện với những làn khói trắng lung linh muôn sắc màu được tạo ra từ những viên đá khói vô cùng yêu thương và đẹp mắt thưa quý vị. Và cũng chính bởi con suối màu hồng, con suối của tình yêu, con suối của hạnh phúc này đang cùng chung chảy về một hướng để xây nên một lâu đài tình ái, người chị vì không ai khác thưa quý vị, đó chính là chú rể Đức Dương và cô dâu Nguyễn Nhị. Xin được chúc mừng cho hai em được trăm năm hạnh phúc, ấm no đến muôn đời, con đàn và cháu đống. Nào chúng ta tiếp tục rót mạnh đi ạ, để chúng ta sẽ tạo dựng một sân khấu đẹp mắt, trang hoàng lộng lẫy. Và chúng ta tiếp tục đến với chai rượu thứ hai. Với chai rượu thứ hai này, chú rể cố gắng lắc mạnh hơn nữa để chúng ta sẽ có được tiếng nổ vang giòn ở nhịp cầu sân khấu. Nào xin mời. Chú rể ơi, chú rể sẽ để lại một ít rượu lên cặp ly yêu thương mà ban tổ chức đã chuẩn bị cho em. Nếu từ lượng chú rể mà tốt, chú rể có thể rót đầy lên cũng được, không sao cả. Và chúng ta sẽ nhìn đây và biết được tử lượng nhà ta như thế nào, để mỗi lần chú rể trở về thăm nhà ngoại thì nhà ngoại sẽ chăm sóc thật kỹ cho chú rể được không ạ? Và số rượu còn lại xin mời em sẽ cùng tiếp tục nâng cao lên nào, để chúng ta cùng tiếp tục rót tràn tháp đi này. Và kính thưa quý vị thân mến, câu chuyện tình yêu hạnh phúc, tràn đầy hạnh phúc ngày hôm nay, những dòng rượu đang chảy được ví như nước và mật ngọt. Nước nó sẽ tô điểm cho tình yêu thêm tươi thắm, và mật ngọt là thứ gia vị cho tình yêu thêm ngọt ngào và đậm sâu. Một câu chuyện tình yêu rất đẹp, rất lãng mạn thưa quý vị. Nếu thế giới này không có tình yêu thì mặt trời sẽ tắt, vì tình yêu đó là những gì tuyệt vời nhất họ sẽ được dành tặng cho nhau. Và ngày hôm nay họ đã được dành tặng cho nhau cả một cuộc sống này. Và xin mời cô dâu sẽ quay về bên phía chú rể. Đúng rồi, nụ cười của hai em đâu nở môi lên nào. Và để rồi hai em cùng đan chéo tay lại. Còn quý vị ơi, chúng ta sẽ cùng nổi lên một tràng pháo tay thật to thật lớn đi ạ, để chúng được chúc mừng hạnh phúc. Xin mời. Rất tuyệt vời. Xin được chúc mừng cho hai bên gia đình của chúng ta. Và xin được kính thưa quý vị thân mến, và như vậy hai bên gia đình của chúng ta ngày hôm nay có chuẩn bị rất nhiều với những món quà. Ít phút nữa chúng ta sẽ được trở về tại trung tâm nhịp cầu sân khấu chính. Và có lẽ rằng là chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu một giọng ca của gia đình họ nhà gái trước. Xin mời ạ. Và kính thưa quý vị thân mến, và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu với giọng hát của chú Tươi, xin được đại diện cho gia đình họ nhà gái. Ở một tràng pháo tay thật to thật lớn quý vị ạ, để chúng ta được chúc mừng và đón giọng ca của chú Tươi. Kính lời chào các cụ ông cụ bà, các ông các bà, cô dì chú bác, bạn bè, thanh niên nam nữ, và cảm ơn người làm chương trình cũng như là nhạc công hôm nay. Huy Tươi xin gửi tới tất cả quý vị với một ca khúc của Hàn Châu được mang tên Chờ Đông. Mùa đông giá băng anh đang
mùa đông ai ân anh đang kể, tìm màu áo cưới cho em. Ô hay mắt tình lại buồn anh sao, khi anh đang hiện một đời yêu em. Dù cho anh đem son môi mai mờ, dù cho mắt dây kia lưng hờ, và dù năm tháng vui qua, ta vẫn biết nhau khi tàn xuân. Ta yêu thiết tha gần bên này, cho anh nhớ một nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm trắng thành đầy, mình không lên nơi không u sầu. Nguyện cầu ta mãi bên thân mến, rất tuyệt vời. Và có lẽ rằng ngay bây giờ, để đáp lại tấm lòng nhiệt thành của món quà âm nhạc gia đình họ nhà gái, chúng tôi rất là mong muốn một món quà âm nhạc của gia đình họ nhà trai đâu ạ. Và do chúng ta chưa đăng ký, vì vậy chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông ạ. Sẽ một món quà của ông này không ạ? À, xin mời ông sẽ có một món quà âm nhạc gửi tặng đến cô dâu và chú rể ngày hôm nay. À, một tràng pháo tay thật to thật lớn của toàn thể quý vị để chúng ta được chúc mừng và chào đón giọng ca của ông. À, xin mời ông ạ. Thưa ban tổ chức,
nhân dịp ngày vui của các cháu, tôi ra xin hỏi mấy câu. Thương em từ thở ông chưa lấy bà, thầy chưa lấy mẹ, anh ấy đã yêu em. Xin hết ạ. Vâng ạ, rất là cảm ơn ông ạ. Cảm ơn toàn âm nhạc tuy ngắn thôi nhưng đầy đủ ý nghĩa, phải không ạ? Xin được cảm ơn ông rất nhiều và kính chúc đến ông luôn có một sức khỏe. Và lúc này đây, xin mời hai em sẽ cùng khởi thân được lên nào. Xin phép được đón nhận với những món quà tràn đầy ý nghĩa. Và kính thưa quý vị thân mến, và chắc chắn rồi, món quà đầu tiên sẽ là món quà của bố mẹ thân sinh của cô, xin lỗi quý vị, của chú rể. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời. Và xin được kính thưa với toàn thể quý vị thân mến, những người làm chương trình chúng tôi ngày hôm nay, xin được phép thay lời cho bác trưởng đoàn của gia đình họ đàn trai chúng tôi, xin mời đến tất cả các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác hai bên gia đình, anh em bạn bè thân thiết của cô dâu và chú rể. Chúng ta sẽ vui lòng nán lại với đại gia đình chúng tôi trong buổi trưa chiều ngày hôm nay để dùng bữa cơm trưa thân mật, chúng chia niềm vui chúc mừng hạnh phúc để cùng tác hợp cho mối duyên lành của đôi con trẻ. Cho phép những người làm chương trình chúng tôi ngày hôm nay một lần nữa xin được gửi gắm những dòng tình cảm, những lời cảm ơn chân thành đến với tất cả tấm lòng nhiệt thành của toàn thể quý vị đã không quản ngại đường xa xa xôi, bớt chút thời gian vàng ngọc của mình được trở về tham dự chương trình đại lễ ngày hôm nay, góp phần cho chương trình của chúng tôi được diễn ra thành công và trọn vẹn. Qua đây xin được kính chúc cho mối tình thông gia của hai bên gia đình chúng ta ngàn đời luôn được keo sơn và gắn bó. Kính chúc cô dâu và chú rể trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Và thời gian còn lại chúng tôi xin được thay lời cho bác trưởng đoàn gia đình họ đàn trai chúng tôi, xin được gửi lời mời thân tình đến các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh em, bạn bè. Toàn thể quý vị chúng ta sẽ vui lòng nán lại với đại gia đình chúng tôi ạ, để chúng ta được dùng bữa cơm chiều thân mật. Chúng xin được vui chúc phúc dành cho các bạn trẻ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.